chào quý phụ huynh, quý quan khách cùng các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên xin chúc sức khỏe, bình an đến toàn thể gia quyến quý vị. Chào mừng quý phụ huynh, quý quan khách và các em học sinh đến tham quan trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc A. Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc A được thành lập từ năm 1998 và tọa lạc tại số F7 / 31, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Có diện tích 3.200 m², được xây dựng một trệt hai lầu với 25 phòng học và các phòng chức năng như lý, hóa, sinh, phòng tin học. Sân trường tuy nhỏ nhưng có nhiều cây xanh bóng mát khi các em vui chơi. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường gồm 3 cán bộ quản lý, 78 giáo viên và các nhân viên. Trong năm học 2021-2022, trường có 50 lớp với 2.241 học sinh. Tính đến thời điểm hiện tại, chia ra như sau: khối lớp 6 có 14 lớp với 596 em học buổi chiều. Khối lớp 7 có 15 lớp với 673 em học buổi sáng. Khối lớp 8 có 12 lớp với 592 em học buổi chiều. Khối lớp 9 có 9 lớp với 420 em học buổi sáng. Để nhà trường đạt được những thành tựu như hôm nay, phải kể đến công lao của cả tập thể và sự chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo nhà trường. Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường là thầy Đỗ Hiếu Lễ, là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, năng động, sáng tạo xây dựng nhà trường, từng bước đổi mới và đi lên, luôn duy trì, giữ vững các thành tích của tập thể nhà trường. Bên cạnh đó là sự cộng tác nhiệt tình, tận tâm, tận tụy hết mình vì công việc của cô phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng Trần Thị Vẹn và thầy phó hiệu trưởng Võ Phương Hoài. Hai thầy cô rất vững về chuyên môn, linh hoạt trong giao tiếp và luôn cải tiến nhiều phương pháp mới, sâu sát chỉ đạo trong các hoạt động của nhà trường. Thầy Võ Thanh Quang, chủ tịch công đoàn nhà trường, thầy Nguyễn Lê Triết Lực, phó bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội. Năm đầu đời của các em khi mới bước chân vào cấp trung học cơ sở, để các em hòa nhập với anh chị chung trường và học tập nghiêm túc nhằm đạt kết quả tốt ở cuối năm học, phải kể đến công lao rất lớn của các thầy cô chủ nhiệm và các giáo viên dạy lớp 6. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh hình ảnh thầy cô giáo viên chủ nhiệm lớp 6. Cô Lê Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-1, giáo viên dạy môn ngữ văn. Cô là giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Cô Nguyễn Thị Mai Hiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-2. Cô là một giáo viên năng động, sáng tạo, luôn được học sinh yêu quý và phụ trách môn ngữ văn. Cô Nguyễn Thị Thảo Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-3. Cô là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết trong công tác giảng dạy và rất ân cần với học sinh, cũng là một giáo viên dạy môn ngữ văn. Cô Cao Thị Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-4. Cô rất yêu quý học sinh, tận tụy với nghề và là giáo viên dạy môn ngữ văn. Cô Mai Lệ Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-5, là giáo viên dạy môn tiếng Anh. Cô là giáo viên trẻ và rất nhiệt tình trong giảng dạy. Cô Đặng Thị Bích Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-6, cô dạy môn tin học, rất yêu quý các em học sinh và được sự tin tưởng của phụ huynh. Cô Hoàng Thị Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-7, dạy môn mỹ thuật, cô rất yêu quý học sinh, luôn tìm tòi học hỏi sáng tạo trong dạy học. Cô Nguyễn Thị Gái Thôi, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-8, dạy môn mỹ thuật, cô luôn tận tụy với nghề, yêu thương học sinh, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường. Cô Phan Thị Diễm Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-9, dạy môn ngữ văn. Cô năng động sáng tạo trong công việc, lo lắng và chăm sóc cho học sinh. Cô Nguyễn Thị Kim Chi, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-10. Cô năng động sáng tạo, đầy nhiệt huyết và phụ trách dạy môn địa lý. Cô Lục Thị Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-11. Cô năng động sáng tạo, đầy nhiệt huyết, giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên. Cô Lê Diễm Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-12, giáo viên dạy môn ngữ văn, cô năng động sáng tạo, luôn được học sinh yêu quý. Cô Trần Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-13, cô yêu quý học sinh, luôn tìm tòi học hỏi sáng tạo trong giảng dạy, giáo viên dạy môn lịch sử. Cô Tô Thị Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 6-14, cô luôn năng động, sáng tạo, luôn được học sinh yêu quý và phụ trách môn toán. Đội ngũ giáo viên khối 6 đều dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm vì học sinh, tận tụy vì công việc, yêu thương học sinh. Tập thể giáo viên nhà trường đều là những giáo viên có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác giảng dạy và quản lý học sinh.
có nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, cấp thành phố, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Thành tích trong các phong trào thể dục thể thao, các hoạt động diễn đàn lắng nghe tiếng nói học sinh, hướng nghiệp cho học sinh khối 9 luôn được quan tâm. Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện và cấp thành phố là hoạt động được duy trì nâng cao và là hoạt động tâm đắc của nhà trường. Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào như tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và các ngày lễ truyền thống. Các hoạt động sôi nổi, thu hút giáo viên tham gia nhiệt tình của toàn thể công đoàn viên nhà trường và được công nhận là công đoàn vững mạnh xuất sắc trong năm học vừa qua. Thầy Nguyễn Lê Triết Lực, Phó Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách đội, là một giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình, luôn chú trọng công tác phát triển đoàn viên mới, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức nhiều hoạt động, phong trào trong nhà trường cho học sinh tham gia. Các phong trào của nhà trường được phát huy mạnh mẽ như Hội Xuân Yêu Thương, Hội Trại Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ, Hội Thi Rubik, Hội Thi Nghi Thức Đội, các chuyên đề ứng xử qua mạng xã hội. Hội Thi Văn Nghệ được diễn ra hàng năm giữa các khối lớp với nhau. Các bạn nhỏ tham gia rất tích cực và đem về thành tích cao cho lớp của mình. Qua đó cũng là dịp thể hiện tài năng, năng khiếu của bản thân. Ngoài ra, các em còn được tham gia tham quan ngoại khóa như hành trình về biển đảo để vui chơi giải trí, đồng thời có thêm kỹ năng sống cho bản thân và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Tổ chức hội thu heo đất, thực hiện công trình măng non. Hàng năm bên đội có công trình thiếu nhi luôn được các bạn nhỏ ủng hộ, đó là phát quà cho những bạn khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong học tập, phát động phong trào cùng làm vệ sinh lớp vì môi trường xanh, sạch và an toàn, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, chia sẻ với nỗi đau da cam và thắp sáng ước mơ cho các em. Cô Lại Thị Ngân, nhân viên thư viện thân thiện và các hoạt động như ngày hội đọc sách, hội thi lớn lên cùng sách, triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được các em học sinh tham gia rất nhiệt tình. Bên cạnh sự nỗ lực của tập thể nhà trường, còn có sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, của chính quyền địa phương và trên hết là sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh học sinh với nhà trường. Trong nhiều năm liền, thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh, quý phụ huynh đã hỗ trợ cho nhà trường nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp cho tập thể nhà trường hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Trong quá trình hình thành và phát triển, với sự cố gắng của tập thể sư phạm, trường đã đạt rất nhiều thành tích như tập thể lao động xuất sắc, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, đội thiếu niên tiền phong thành phố Hồ Chí Minh đạt xuất sắc, tỷ lệ giáo viên giỏi, chủ nhiệm giỏi ngày càng cao. Nhờ vậy, chất lượng học sinh ngày một đi lên, số học sinh lưu ban giảm dần, nhiều học sinh được khen thưởng qua các năm học. Trong bối cảnh chung, tình hình dịch bệnh COVID-19 lan tràn, chúng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của quý phụ huynh học sinh, chung tay cùng tập thể nhà trường giúp các em học sinh được học tập qua mạng Internet với điều kiện tốt nhất có thể để việc học của con em chúng ta không bị gián đoạn, giúp các em tiếp thu được lượng kiến thức của bài học một cách trọn vẹn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với nhà trường. Trân trọng cảm ơn.